Xin chào tất cả mọi người. Em là Minh Anh, là nhân viên tư vấn bán hàng của công ty ô tô Mitsubishi Kim Liên Quảng Bình. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý anh chị một mẫu xe đang rất là hot tại Việt Nam nói chung và tại thị trường Quảng Bình nói riêng. Đây là một mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản nhưng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe được định vị ở phân khúc sedan hàng B nhưng lại có giá thành tương đương với những xe thuộc phân khúc hàng A. Xe sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic U, tạo ra hình nền trẻ trung, năng động và mạnh mẽ. Mitsubishi Ajay 2020 còn sở hữu nhiều điểm nổi bật hấp dẫn. Hãy cùng em khám phá 3 đặc điểm nổi bật nhất của Mitsubishi Ajay 2020 nhé. Thứ nhất, khoảng sàn gầm xe cao nhất phân khúc lên tới 170mm. Điều này giúp xe di chuyển dễ dàng qua những con đường gồ ghề và đặc biệt là rất phù hợp với sự khắc nghiệt của thời tiết Quảng Bình, nhiều mưa và dễ bị ngập úng trên những con đường. Thứ hai, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu, chỉ 5,36 lít km, được đánh giá tiết kiệm hàng đầu phân khúc. Thứ ba, khoang nội thất rộng rãi, tiện nghi với khoang hành lý lên đến 450 lít, tạo cảm giác thoải mái trên những hành trình. Và đây là mẫu xe lý tưởng cho khách hàng quan tâm tới một mẫu xe có khả năng vận hành hiệu quả bền bỉ và khả năng tiết kiệm chi phí tối ưu. Chỉ 437 triệu cho phiên bản số tự động và 365 triệu cho phiên bản số sàn. Trong nghe không bằng một thấy, trong thấy không bằng một chạm không bằng một lần lên xe và lái thử. Hãy gọi ngay cho em theo số điện thoại 0911 82 1514 để được hỗ trợ và tư vấn một cách tốt nhất. Xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.